Chiều nay tại phủ chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Rajib Bhatia, quốc vụ khanh, giám đốc hội đồng nghiên cứu các vấn đề thế giới của Ấn Độ sang Việt Nam dự hội thảo quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Ấn Độ những định hướng tương lai, và tiếp đoàn đại biểu toán tối cao Hàn Quốc do ông Cha Han Sun, bộ trưởng bộ quản lý toán quốc gia Hàn Quốc làm trưởng đoàn đang ở thăm Việt Nam. Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các học giả Ấn Độ sang thăm Việt Nam và dự hội thảo đặc biệt quan trọng về quan hệ hai nước, và khẳng định trong chính sách đối ngoại, Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yếu tố truyền thống, bạn bè tin cậy trong quan hệ hai nước. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chính sách hướng đông mà Ấn Độ đang thực hiện. Chủ tịch nước cũng bày tỏ hài lòng về quan hệ quốc phòng, an ninh giữa hai bên ngày càng trở nên khăng khít và gắn bó hơn. Về quan hệ kinh tế thương mại, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy lĩnh vực này tương xứng với sự tin cậy về chính trị. Thay mặt giới học giả Ấn Độ, ông Rajib Bharti cảm ơn tình cảm thân thiết, bạn bè mà Chủ tịch nước đã dành cho đoàn và báo cáo với Chủ tịch nước về mục đích, kết quả của cuộc hội thảo vừa diễn ra. Ông Bharti khẳng định thành công của hội thảo cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với tương lai của mối quan hệ. Các diễn giả đã thống nhất về nhiều nội dung, đặc biệt là tìm ra phương hướng hợp tác về các lĩnh vực kinh tế thương mại, công nghệ cao và công nghệ thông tin. Quốc vụ khanh Bharti cho biết hai bên cũng đã nhất trí triển khai dự án quan trọng, phác thảo tương lai quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Cũng trong chiều nay, tại buổi tiếp đoàn đại biểu toán tối cao Hàn Quốc gồm các nghị sĩ, đại diện cơ quan tư pháp và đại diện đảng đối lập của Hàn Quốc đang ở thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động hữu nghị, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng thời gian gần đây quan hệ hai nước có những bước phát triển nhanh chóng. Tin tưởng rằng thời gian các đại biểu ở tại Việt Nam sẽ thu được những kinh nghiệm hữu ích nhằm hiện thực hóa các chương trình hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội, nhân dân và chính phủ Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam nhiều hỗ trợ, đồng thời mong muốn Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, trong đó có lĩnh vực tư pháp.